Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, ông David Shear, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã đến Sài Gòn thăm viếng Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tông Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế hôm thứ Sáu tuần qua. Hòa Thượng Thích Quảng Độ và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là hai nhân vật đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền nổi tiếng trong và ngoài nước. Tin cho hay, trong chuyến viếng thăm, thì đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã được nghe Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trình bày về chủ trương tiêu diệt giáo hội của nhà cầm quyền Việt Nam. Ngoài những lời giải thích về hiện tình giáo hội trong sự đàn áp thường xuyên của nhà cầm quyền Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã trao cho ông đại sứ Mỹ bản giác thư về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cũng trong ngày thứ Sáu, đại sứ Shear đã đến thăm bác sĩ Nguyễn Đăng Quế tại tư gia của ông. Cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bác sĩ Quế sống trong sự canh giữ thường trực của công an vì ông là người sáng lập Cao trào Nhân bản, một tổ chức vận động dân chủ hóa và tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho hay bác sĩ Quế đã trình bày với đại sứ Mỹ và yêu cầu can thiệp để trả tự do cho những người tham gia vận động dân chủ hóa của đất nước. Ông cũng trao cho đại sứ Mỹ danh sách cập nhật tên các tù nhân lương tâm và đặc biệt nêu một số trường hợp nổi bật như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhạc sĩ Việt Khang, các blogger như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ viết rằng đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ là gắn vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam với việc tăng cường hợp tác song phương giữa hai quốc gia. Tòa án thành phố Hợp Phì của Trung Quốc hôm thứ Hai công bố bản án tử hình dành cho bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai về tội sát nhân. Tuy nhiên, bản án tử hình là án treo trong 2 năm. Bà Cốc Khai Lai bị các tội giết một doanh gia người Anh tên là Neil Haywood, điều mà bà thú nhận trước phiên tòa diễn ra hôm 9 tháng 8 vừa qua. Ngoài bà Cốc Khai Lai, ông Trương Hiểu Quân, một người giúp việc nhà cho gia đình ông bà Bạc, bị các tội đồng lõa giúp bà Cốc Khai Lai đầu độc ông Haywood và bị án 9 năm tù. Có 4 giới chức công an cũng bị các tội che giấu tội phạm. Một giới chức tòa án Hợp Phì nói rằng lý do mà tòa án hoãn thi hành án tử hình dành cho bà Cốc Khai Lai là vì bà bị các vấn đề tâm thần. Tuy nhiên, không cho biết bản án cuối cùng sẽ như thế nào. Các án tử hình được tạm hoãn ở Trung Quốc thường được đổi thành tù chung thân, dù rằng thời gian ở tù cũng thay đổi. Vụ án này cũng làm gián đoạn đường công danh của chồng bà là ông Bạc Hy Lai, từng là một ngôi sao chính trị, có lúc được coi là có nhiều triển vọng vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc thay đổi nhân sự vào cuối năm nay. Thưa quý vị, Apple vừa trở thành công ty có giá cao nhất thế giới khi trị giá cổ phiếu của Apple tăng lên thành 623 tỷ đô la, vượt qua kỷ lục của Microsoft vào thời Hoàng Kim, tức là khi Internet mới bắt đầu nở rộ. Trị giá của Microsoft đạt mức cao nhất là vào năm 1999 với ước tính gần 621 tỷ đô la. Hiện nay thì giá của đại công ty này chỉ còn 257 tỷ đô la. Giá trị của Apple hiện nay cũng cao hơn công ty xếp hạng nhì là ExxonMobil Corp đến 53%. Sau 4 tháng ở mức thấp thì cổ phiếu của Apple gần đây đạt được một mức cao mới nhờ sự tin tưởng khách quan vào sản phẩm iPhone 5 và iPad giá rẻ đang chờ ngày trình làng. Ngoài ra thì Apple cũng có kế hoạch sản xuất TV nhưng không rõ chi tiết vì Apple luôn giữ bí mật cho đến phút chót trước khi tung ra thị trường. Ít nhất 76 người đã được cứu sống vào hôm Chủ nhật sau khi một tàu chở du khách đi ngoạn cảnh bị mắc cạn ở vịnh Cassiope và thuyền đang bắt đầu ngập nước. Cassiope nằm ở mỏm phía bắc của hành lang Inside Passage của Canada, là điểm du lịch quan trọng nổi tiếng với cảnh sắc và đời sống các loài hải sinh rất ngoạn mục. Chiếc tàu mang tên Paranoid Wing dài 79 feet bị mắc cạn đi vào gần bờ để khách có thể quan sát những con gấu nâu. Thuyền trưởng ra lệnh cho tàu lui ra và đó là lúc tàu va phải đá ngầm. Theo báo cáo, chỉ có một ít trong số hành khách lẫn thủy thủ đoàn bị thương nhẹ. Đây được coi là tai nạn hy hữu vì chiếc Paranoid Wing và các thuyền khác đi qua nơi này thường xuyên mà không hề gặp trở ngại nào. Cuối cùng là tin ông Tony Scott, đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Top Gun, Days of Thunder, The Beverly Hills Cop 2,
đã qua đời hôm Chủ nhật sau khi nhảy xuống từ một cây cầu ở Los Angeles. Theo các giới chức cảnh sát, thì cái chết của ông Scott, năm nay 68 tuổi, đang được điều tra như một vụ tự tử. Một số người gọi điện thoại cấp cứu 911 lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày Chủ nhật để báo cáo có người nhảy cầu Vincent Thomas Bridge dài 6.000 feet, cao 185 feet, nối liền thành phố cảng San Pedro và đảo Terminal Island. Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Los Angeles cho hay một thư ngắn được tìm thấy trong chiếc xe của ông Scott đậu trên cầu. Thư này cho biết cách liên lạc với thân nhân của ông. Từ đó, giới hữu trách sau đó đã tìm thấy thơ tuyệt mạng để trong văn phòng của ông Scott. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ, trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.